Thưa quý vị, đoàn đại biểu huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc vừa có chuyến thăm khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm với các huyện biên giới là Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang nhằm thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và quản lý biên giới. Trên tinh thần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc mong muốn cùng huyện Đồng Văn, Mèo Vạc tiếp tục trao đổi, hợp tác đầu tư, thúc đẩy quan hệ kinh tế, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư phát triển thương mại, khu vui chơi giải trí, lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng, thương mại dịch vụ, hợp tác mở các tour tuyến du lịch và khám chữa bệnh. Đặc biệt với lợi thế tiếp giáp chung đường biên giới, hai bên cần khai thác nhiều hơn tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu qua cặp cửa khẩu Sampol, Điền Bồng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Giang sang huyện Phú Ninh, Trung Quốc kinh doanh, buôn bán, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, trên các văn kiện đã ký, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương. Theo kết quả chỉ số PCI do VCCI công bố năm 2022, Lạng Sơn lần đầu tiên xếp hạng thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 21 bậc. Đây là mức cao nhất tỉnh này đạt được, vươn lên thứ 3 trên 14 tỉnh trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đứng thứ 15 cả nước về chỉ số PCI, Lạng Sơn đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư theo hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Việc điều hành phát triển kinh tế của tỉnh cũng được xác định gắn với bảo vệ và thân thiện với môi trường, thúc đẩy cải thiện và thực thi chính sách phát triển xanh. Việc đánh giá, phân tích chuyên sâu sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các nhà doanh nghiệp của Lạng Sơn xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, thúc đẩy phát triển. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản lý điều hành cũng đã góp phần nâng cao trách nhiệm, tạo định hướng, giải pháp phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Lai Vung là huyện đứng đầu tỉnh Đồng Tháp về thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, theo hợp đồng gọi tắt là xuất khẩu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này, hiện địa phương đang tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ hiệu quả và thiết thực. Đây là chuyến đi thực tế của các ngành huyện Lai Vung, ban giám hiệu và 35 em học sinh đến tìm hiểu thực tế môi trường học tập, sinh hoạt của các lao động, thực tập sinh đang theo học, chờ ngày xuất cảnh, giúp các em định hướng rõ hơn về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Học xong 12 ra là mình có thể còn nhiều con đường lựa chọn khác. Trong những đường đó là có thể mình đi làm việc tại nước ngoài. Dạ, em muốn đi về bên sân bay. Theo em là em phải học, em cố gắng là trau dồi học tiếng và sức khỏe và thể lực của mình để mình làm những công việc đó. Hôm nay thì em nghe được tư vấn như vậy thì em có thấy là em quyết định đi là một điều đúng. Đi như vậy thì cho em biết được là ở bên đó nó có nhiều phong tục nè, rồi có nhiều điều vui, cho em kiểu như là một cái trải nghiệm mới và cho em được kiếm tiền đồ này nọ. Đây là một trong các giải pháp điển hình hiệu quả về tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương này. Cũng nhờ nhiều cách làm mới, thiết thực đã giúp địa phương Lai Vung luôn dẫn đầu về hoạt động xuất khẩu lao động. Thì cũng thông qua các em là một cái kênh là tuyên truyền, người thật việc thật để về cho các em tuyên truyền cho các bạn học sinh cũng như là các người thân trong gia đình để cho cái công tác tạo nguồn của huyện trong thời gian tới để có cái nguồn để cho những năm sau. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện có 124 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt gần 83% kế hoạch đề ra. Thực tế cho thấy, chương trình này nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả, giúp chủ động tạo nguồn xuất khẩu lao động chất lượng, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo cùng địa phương.